tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Kính mời tất cả quý vị đại biểu cùng nhân dân chúng ta. Kính thưa quý vị thể bà con nhân dân tham dự ngày hội đại đoàn kết, thực hiện công văn ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên về việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân ở thôn năm 2023. Hôm nay, thôn Đông Triểu, xã Liên Phương long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày hội văn hóa quân dân ở thôn nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 89 và 22 tháng 12 năm 2023. Nhân dịp này, chúng ta đánh giá kết quả một năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, biểu dương các tập thể, các gia đình, các cá nhân là những tấm gương tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc vận động góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, càng vững mạnh. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân tham dự hội nghị. Về dự ngày hội của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện ban lãnh đạo thành phố về dự chỉ đạo ngày hội. Đầu tiên, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Tuấn Anh, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu. Đồng chí Vũ Tuyết Trâm, thành ủy viên, phó trưởng ban dân vận thành ủy thành phố Hưng Yên. Xin ban biên tập chào mừng. Đồng chí Trung tá Trần Văn Quý, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự thành phố Hưng Yên. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng toàn thể các đồng chí trưởng phó các phòng ban của Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo địa phương, lãnh đạo xã, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Minh Đảm, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, cùng các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng ủy, hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc xã, các trưởng ban ngành đoàn thể, cùng các đồng chí bí thư chi bộ các thôn, trưởng ban công tác mặt trận của các thôn trên địa bàn xã cũng về dự với chung vui của thôn ngày hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào mừng. Về dự với ngày hội của chúng ta ngày hôm nay còn có các vị đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân ở trên địa bàn thôn Đông Triều. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và xin trân trọng về phía khách mời, xin trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Đồng Tường, đại diện chùa Bổ Am cũng có mặt tham dự ngày hôm nay ạ. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chương trình cụ thể của ngày hội ngày hôm nay sẽ được diễn ra như sau. Đầu tiên là vừa chúng ta đã được thưởng thức cái chương trình văn nghệ. Về chương trình cụ thể của chúng ta ngày hôm nay thì chương trình vừa rồi là toàn thể chúng ta đã được nghe cái phần văn nghệ của câu lạc bộ văn nghệ thôn Đông Triều. Phần thứ hai là phần chào cờ.
phần 3 là tuyên bố do giới thiệu đại biểu, phần 4 là các đại biểu tặng hoa chúc mừng, và phần thứ 5 là ôn lại truyền thống 93 năm, 30 năm ngày Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 79 năm. Phần tiếp theo là báo cáo kết quả thực hiện cái cuộc vận động quốc toàn và các đại biểu tham dự tham luận và công bố quyết định của thành phố, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể trong xã, các doanh nghiệp. Kính thưa hội nghị, rất vinh dự trong ngày hội hôm nay được đón các đồng chí lãnh đạo thành phố về dự và chỉ đạo và có bức hoa chúc mừng tiến trưởng ban mặt trận thôn lên thành hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Truyền thống 93 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ngày hôm nay, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trải qua 93 năm ra đời và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ hội phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên cấp hội với tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào. Trong chiều dài lịch sử cách mạng của đất nước, chúng ta tự hào về truyền thống đoàn kết của dân tộc, về lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cái tên thân thương đã in đậm trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với cả nước, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các thời kỳ tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với hiệu quả với chính quyền và các ngành tổ chức thành viên làm tốt
công tác tham mưu với cấp ủy trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực hướng dẫn và tổ chức các hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trong từng thời kỳ, nhằm vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ôn lại truyền thống 935 ra đời và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Tại ngày hội hôm nay, chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để Mặt trận được thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, đoàn kết dân tộc, nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương mà nghị quyết của đại hội các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày một giàu và đẹp và văn minh. Kính thưa các đồng chí đại biểu và khách quý, thưa toàn thể nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mẫu kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức giáo dục và rèn luyện. Trải qua 79 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành vững mạnh, hoàn thiện về cơ cấu, có sức mạnh tổng hợp với các quân binh chủng hiện đại, các binh đoàn chủ lực cơ động mạnh, có đủ khả năng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Nghệ thuật quân sự, phương pháp tác chiến của quân đội ta cũng có những phát triển vượt bậc, vừa kết hợp giữa nghệ thuật cách đánh truyền thống, vừa bổ sung những phương pháp tác chiến hiện đại, góp phần đánh bại mọi âm mưu thù địch và các thủ đoạn tinh vi nhất của các thế lực thù địch. Đó là niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ quân đội và các lực lượng vũ trang nói riêng và của dân tộc ta nói chung, cần phải được giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhất là cuộc khởi nghĩa, các cuộc đấu tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã chứng minh sức mạnh vô địch của đại đoàn kết toàn dân. Bất kỳ giai đoạn nào phải đương đầu với kẻ thù hung bạo đến đâu, nếu cổ vũ động viên quy tụ được sức mạnh toàn dân thì dân tộc ta đều giành thắng lợi vĩ đại, bảo đảm sự bền vững của độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Xuất phát từ vai trò của các công tác tuyên truyền, cổ vũ động viên toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng thời thể theo nguyện vọng của quân và dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 đã ra chỉ thị số 381 quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, đồng thời là ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh đẹp đẽ của Bộ đội Cụ Hồ, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Những thành tựu cơ bản đạt được sau 34 năm thực hiện ngày quốc hội quốc phòng toàn dân đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi trong cuộc đổi mới của đất nước, sức mạnh về mọi mặt, đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Xuân Liệu, thân mặc thôn, lên trình bày báo cáo kết quả cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiệm vụ quốc phòng năm 2023. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các vị đại biểu quý, kính thưa ông, các bà, những người của nông thôn Đông Triểu hôm nay là về dự cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2023. Cho nên tôi sẽ qua cái báo cáo thì phát triển của thôn năm 2023. Thank you.
Ban công tác mặt trận thôn Đông Triều Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Đông Triều ngày 12 tháng 11 năm 2023 báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước công tác quân dân quốc phòng địa phương năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Một lớn đặc điểm tình hình Đông, thôn Đông Triều có tổng diện tích tự nhiên là 61,5 hecta. Phía tây giáp thôn An Triều 2, phía nam giáp thôn An Triều 1, phía bắc giáp xã Trung Nghĩa, phía đông giáp ruộng canh tác. Thôn có 315 hộ với 1.106 nhân khẩu, nhân dân làm ruộng và thương mại du lịch chủ yếu. Thôn có một chi bộ đảng lãnh đạo, có 31 đảng viên, ban công tác mặt trận có 10 thành viên. Thôn tuyên truyền thống nhất nhiều trong các thế hệ, thôn có hàng trăm người con quê hương tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học, chuyên nghiệp, phục vụ trên mọi miền tổ quốc, phát huy truyền thống của quê hương. Việc xây dựng đời sống văn hóa luôn được thôn quan trọng, đi đôi với việc phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của ban chấp hành đảng ủy, ủy ban xã, chi ủy chi bộ thôn đã chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị quốc phòng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, kiến thiết xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu, góp phần tích cực vào cuộc vận động xây dựng thôn mới của xã Liên Phương. Hai lớn kết quả thực hiện cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023. Một, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội. Trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm kịp thời, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp, các ngành. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thường xuyên. Ba, kết quả hưởng ứng thực hiện phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và công tác an sinh xã hội. Ban công tác mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết thống nhất giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao cho thu nhập cao. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo được ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong khu dân cư thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức như rút vốn và hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân vụ. Năm 2024 của thôn Đông Triều, xã Liên Phương, ban công tác mặt trận trân trọng báo cáo và báo cáo với thông qua cái báo cáo thì trước khi ngừng lời xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân về dự cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân một lời chúc sức khỏe gia đình ấm no hạnh phúc. Xin cảm ơn. Nghe cái báo cáo của ông trưởng thôn phát biểu phần tiếp theo, tôi xin được kính thưa toàn thể ngày hội để làm sáng tỏ thêm về bản báo cáo kết quả thành tích mà thôn đã đạt được. Sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Biên, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn Đông Triều, xin được thay mặt cho cựu chiến binh thôn Đông Triều lên tham luận với nội dung là cựu chiến binh với công tác đoàn kết toàn dân. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa tất cả bà con nhân dân trong thôn Đông Triều, tôi rất vinh dự được thay mặt cho hội cựu chiến binh nên thân đợt ngày hội đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân. Trước hết
tôi xin kính gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc ngày đại hội đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo và những hoạt động về những hoạt động kinh tế xã hội và đời sống dân cư trong một năm qua của thôn Đông Triều do Bùi Xuân Hiệu, trưởng thôn báo cáo. Xong ở đây, tôi xin bổ sung thêm những kết quả của các đoàn thể chính trị trong thôn đã làm được trong năm qua. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, từ thời dựng nước, cha ông ta đã biết lấy sức mạnh đoàn kết của dân tộc làm tiền đề cho mọi thắng lợi của việc giữ nước và dựng nước. Trong cuộc cách mạng giành độc lập, tự do và tổ quốc, chúng ta thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Chỉ có đoàn kết đại trong một thời đại thì mọi thành công mới có được. Đại đoàn kết dân tộc là di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được vun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nghĩa, sự đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người dân Việt Nam, trở thành nét sống chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc giữ vững vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam. Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có một vị thế cơ đồ, tiềm lực như ngày hôm nay. Đó là sức mạnh của toàn dân tộc, từ nhân dân mà có, từ nhân dân mà ra, từ sức mạnh của toàn dân tộc, do dân, vì dân mà ta có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay. Dưới sự lãnh đạo của cấp trên, dưới sự chỉ đạo của chi bộ thôn, nhiều vị trí quan trọng, ban công tác mặt trận của thôn đã triển khai, các đoàn thể chính trị xã hội trong thôn đã cùng nhau thực hiện. Với phương châm dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân hiểu cũng xong, ban công tác mặt trận đã dựa vào dân, dựa vào các hoạt động tích cực của các đoàn thể là nguồn sức mạnh to lớn. Những cuộc đoàn đã đạt kết quả tốt đẹp. Hội chính minh của thôn đã thực hiện theo đúng điều lệ của ban tổ chức hội, là các thành viên, là thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, hoạt động theo đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy giữ gìn bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Trong một năm qua, thực hiện theo điều lệ mới của Hội Chính minh Việt Nam khóa 7, thông qua ngày 31/12/2022, năm 2023, Chi hội Cựu chiến binh thôn Đông Triều đã kết nạp thêm được 10 hội viên mới. Theo điều 7 của hội viên là những người nhập ngũ sau ngày 30/4/75 cho đến ngày 31/8/1989 được xét kết nạp vào hội. Những hội viên mới kết nạp đều là những quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, tán thành điều đại hội, gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lực lượng Cựu chiến binh trong thôn rất mạnh, mọi hoạt động đều sôi nổi và có chất lượng. Nhiều hội viên là cựu chiến binh gương mẫu được nhân dân tin yêu và mến phục. Bà con nhân dân trong thôn Đông Triều mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Toàn thể hội nghị chúng ta đã được nghe cái tham luận của Hội Cựu chiến binh, và xin thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí Trần Văn Viên, chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, gia đình an khang hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân tham dự ngày hội, hiện nay ban tổ chức chúng tôi nhận được một số ý kiến đóng góp tham luận ngày hội xong, để do đảm bảo cái thời gian nên đại biểu có thể có ý kiến tham luận xin gửi văn bản tới ban tổ chức để chúng tôi tiếp thu và bổ sung vào bản báo cáo. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Quang Tuyến, trưởng ban mặt trận, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đông Triều,
lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về công nhận gia đình văn hóa và gia đình đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu năm 2023, cũng như công bố quyết định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về công nhận ông bà cha mẹ có một con trung hiếu cháu thảo hiền cấp thành phố, cấp xã năm 2023. Xin trân trọng kính mời ông. Đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, sau đây tôi sẽ đọc quyết định công nhận gia đình văn hóa liên phương ngày 8 tháng 11 năm 2023, quyết định công nhận gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Phương căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật năm 2005, 2009, 2013, căn cứ về nghị định số 122/2018/NDCP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét thưởng tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa theo đề nghị và xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023 của 4 thôn thuộc xã Liên Phương, thành phố Nhân. Quyết định điều 1 công nhận 2.832 gia đình có trong danh sách kèm theo quyết định này đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023. Điều 2, hiệu lực thi hành quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, tổ chức thực hiện văn phòng Ủy ban nhân dân các xã cá nhân tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Báo cáo với các vị đại biểu và toàn thể nhân dân trong thôn, tôi đã đọc quyết định về công nhận gia đình đạt gia đình văn hóa. Về cụ thể thì trong đó thôn Đông Triểu được công nhận là 299 hộ trên 315 hộ đạt 95% gia đình đạt gia đình văn hóa. Báo cáo với các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân trong thôn. Sau đây tôi sẽ đọc quyết định về công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền cấp thành phố Hưng Yên năm 2023. Căn cứ luật tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hướng dẫn số 41/HDMTTQ-BTT ngày 14 tháng 4 năm 2023 về bình xét ông bà mẫu mực. Ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền xét đề nghị của ban thường trực Ủy ban Mặt trận các phường xã và kết quả xét duyệt tại cuộc họp ngày 17 tháng 10 năm 2023 của ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nhân, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nhân quyết định điều 1 cấp giấy chứng nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền cấp thành phố 2023 cho 176 hộ gia đình thuộc 17 phường xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, kèm số tiền là 17.600.000 đồng, 17.600.000 đồng chẵn, có danh sách và mức tiền thưởng kèm theo. Điều 2, số tiền thưởng trên được trích từ nguồn kinh phí được phân bổ năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nhiên. Điều 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nhiên, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường xã và các gia đình có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành thay mặt ban thường trực quyền chủ tịch Phạm Như Yên đã ký. Sau đây tôi kính mời trong thôn chúng ta đạt được hai hộ. Sau đây tôi xin kính mời hai hộ, một là hộ ông Bùi Quang Nhật, hai là ông Phạm Như Yên lên trước sân khấu để nhận giấy chứng nhận. Xin kính mời hai ông. Công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền cấp xã năm 2023.
chí thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ huy quân sự thành phố, các đồng chí thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về dự chỉ đạo và động viên hội nghị. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Minh Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã lên phát biểu và động viên dân. Thưa đồng chí Vũ Tuấn Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa đồng chí Vũ Tuấn Trâm, Thành ủy viên, Phó trưởng ban dân vận Thành ủy. Kính thưa đồng chí Trần Văn Quý, Trung tá, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự thành phố. Kính thưa các vị đại biểu, thưa cán bộ và nhân dân phố Đông Triều. Trong không khí phấn khởi, toàn đảng, toàn dân tiếp tục thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nghiên, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Hôm nay, Ban công tác Mặt trận thôn Đông Triều vui mừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội Văn hóa Quân dân năm 2023, kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc, 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân ở khu dân cư năm 2023. Ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Quốc Việt Nam, của Quân đội Nhân dân và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cộng đồng dân cư. Trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Các hoạt động xã hội giúp đỡ hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, xây dựng các mô hình tự quản, bảo vệ môi trường, khu dân cư bao công, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Quốc xã, các đại biểu về dự Ngày hội thôn Đông Triều hôm nay xin trân trọng gửi lời chúc tới các cụ cao tuổi, các vị đại biểu, cán bộ và đại biểu đại diện các hộ gia đình thôn Đông Triều luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết. Kính thưa các vị đại biểu, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, đồng thời cũng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản, đó là bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển. Quan điểm đó đã thực hiện trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết các dân tộc. Phương châm bài niệm đó làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống kỳ thị và chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc phục tư tưởng tự ti mặc cảm dân tộc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững. Với ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Đông Triều đã phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân và cán bộ trong thôn luôn luôn đoàn kết, một lòng chấp hành đúng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong sản xuất nông nghiệp, đã áp dụng khoa học kỹ thuật đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi, gia súc gia cầm, các dịch vụ thương mại ngày càng phát triển, an ninh trật tự được giữ vững, cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dân và cán bộ trong thôn đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc
các tuyến đường tự quản, khu dân cư, thôn đã thực hiện và tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình số 10 ngày 20 tháng 1 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn thành phố Yên giai đoạn 2021-2020. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, thôn, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và nhân dân thôn Đông Triều đã cộng đồng trách nhiệm góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong thôn, từng bước cải thiện cả vật chất và tinh thần. Chúng ta cho một tràng vỗ tay để chúc mừng những thành tích mà cán bộ nhân dân thôn đạt được. Tại ngày hội hôm nay, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban của thành phố trong những năm qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ đầu tư để địa phương hoàn thành các nhiệm vụ và ngày càng phát triển. Địa phương tiếp tục mong có sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đồng chí trong những năm tiếp theo để xã Liên Phương phát triển mọi mặt nhiều hơn nữa, đồng thời xã trở thành phường trước năm 2025 theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân trong thôn, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm qua, khu dân cư còn có những khó khăn hạn chế, đó là năm 2023 là năm thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của thị trường thế giới, dịch bệnh nên có phần nào ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của nhân dân. Trong thôn, kinh tế hộ phát triển nhưng chưa đồng đều, thu nhập bình quân chung còn thấp, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa chưa cao, các chi hội đoàn thể xã hội hoạt động chưa đều, việc tuyên truyền đoàn viên hội viên chấp hành chính sách nghị quyết của Đảng chưa cao. Cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, ngày hội của chúng ta vừa được lắng nghe phát biểu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Vũ Minh Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Liên Phương. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí và sẽ bổ sung vào bản báo cáo để thực hiện. Trong thời gian tiếp theo, xin kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023 của cán bộ và nhân dân trong thôn, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Quang Tuyến, thay mặt cho ban công tác mặt trận thôn lên phát động thi đua năm 2024. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân thôn Đông Triều, thay mặt ban công tác mặt trận thôn, tôi xin thông qua phát động thi đua năm 2024, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023, cán bộ, đảng viên, các chi hội đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể các cấp, các tầng lớp nhân dân trong thôn không ngừng phấn đấu đoàn kết thống nhất một lòng, phát huy hết những tiềm năng sẵn có, thống nhất ý chí và hành động, phát động đăng ký thi đua năm 2024, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, không ngừng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn, thực hiện tốt cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong những năm tới, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: một, cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố kết thúc ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân ở thôn Đông Triều tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.